Tương Hoa Minh Vương của Đinh Cây nhé. Và cũng bây giờ thì mình sẽ cho chị Vân Anh soi gương để cho chị có thể ngắm nhìn được cái lông mày mới của mình, và chúng ta cùng lắng nghe cái chia sẻ của chị ấy nhé. Em mời chị ạ. Không biết là chị thấy như thế nào, chị có thể chia sẻ. Chị cảm thấy là, tức là ngoài cái sức mong đợi của chị, vì là em biết không, cái lông mày của chị nó còn không có những cái sợi như thế này đâu, lông mày thật của chị. Nhưng mà khi làm xong, khi thực hiện xong, chị thấy là cái sợi lông mày rất là mềm mại, và cái form lông mày ấy, chị cảm giác như là phải nói là mình trẻ hơn mấy tuổi. Đúng rồi ạ. Phải chia sẻ thêm cho em, trong quá trình làm dịch vụ ở đây thì cảm giác của chị như thế nào ạ chị? À, trong quá trình làm dịch vụ, khi mà chị thì cứ cảm nghĩ rằng là nó sẽ rất là đau vì cái da chị mỏng. Nhưng mà khi làm hút sổ đỏ và hút cái hạ tông màu đi thì chị cảm thấy rất là nhẹ nhàng, và nó không bị chảy máu như những lần trước chị làm ở một số cơ sở khác.